đang nói về bất biến từ. Bất biến từ trong tiếng Pali là avyaya sabda. Thì định nghĩa bất biến từ là gì? Bất biến từ là những tiếng mà không có biến cách văn phạm. Quý vị thấy mình từ mà bắt bất biến rất là khỏe, tức là mình không cần chia theo giống số hay cách hay thì gì cả, bất cứ khi nào nó xuất hiện thì nó chỉ có một dạng đó, duy nhất đó thôi. Thì các tiếp đầu ngữ, trang từ, giới từ, liên từ, tháng từ, vân vân thì được gọi là những bất biến từ trong Pali. Bây giờ sẽ cho mình một vài ví dụ để mình xem trong câu này đó, trong những câu này thì cái nào là bất biến từ. Câu đầu tiên, Samanassa Gotamassa Yaso Api Vatthisati. Thì ở đây thì mình phải xác định là chủ từ. Chủ từ trong câu này ấy, là Yaso. Yaso đi ra từ danh từ Yasa là danh tiếng. Như vậy Yaso là danh tiếng. Bây giờ Samanassa Gotamassa ở đây chia theo cách số 6 gọi là sở hữu cách số ít. Như vậy Samana là sa môn, thì Gotama là cô đàm, tên của Đức Phật đó. Thường thường á, ngoài đạo mà khi người ta nhắc tới Đức Phật á, thì người ta gọi là sa môn Gotama, và hai chữ này á, là đều là danh từ cả, cho nên á, khi mà nó chia cách số 6 đó là danh từ nam tính tấn công bằng á thì đuôi đổi biến đuôi là assa, cho nên Samanassa là của sa môn, Gotamassa Cô Đàm, như vậy danh tiếng của Sa môn Cô Đàm. Api Vatthisati, mình có động từ là Vatthati là tăng trưởng, và chữ ở đây Isati có nghĩa là chia theo thì tương lai, và Api này nó là tiếp đầu ngữ, thì Api Vatthisati có nghĩa là sẽ tăng trưởng. Thì dù có thi nào đi nữa đó, động từ chia ngôi sử mấy đi nữa, giống gì đi nữa thì chữ up này nó không thay đổi, chỉ có cái đuôi phía sau nó đổi thôi, cho cái phần đầu này nó hoàn toàn nó không đổi, cho nên gọi là bất biến. Thì cả cái câu này Samanassa Gotamanas Gotamassa Yaso Api Vatthisati là danh tiếng của Sa môn Gotama sẽ tăng trưởng. Câu số 2, Ajja Ahang Girin Gacchati. Ajja là hôm nay, Ahang là tôi, Gacchati là đi, Girin là núi. Như vậy cả cái câu này Acha Ahang Girin Gacchati là hôm nay tôi đi lên núi. Thì chữ Acha là hôm nay nó là trạng từ chỉ thời gian, cho nên á, câu này cái chữ dù mình để đặt ở đâu hay chia gì đó thì cái chữ Acha này không có đổi. Mấy cái chữ Girin này có thể chia thành cách Giri, nguyên của nó Giri, mà bây giờ đổi cách nó đổi thành Girin. Thì tất cả những cái từ trong này đổi, nhưng mà riêng chữ Aja là không có đổi, cho nên gọi là bất biến từ. Câu số 3, Manusa cha pasavo cha vasu cha yang jivanti. Ở đây đó mình thấy là có hai chữ cha cha ha, là và. Trong tiếng Anh á, về tiếng Việt của mình á, mình chỉ cần một chữ và ở giữa thôi, nhưng mà tiếng Pali đặc biệt á, khi mà hai danh từ được nối với nhau thì á, là cả dùng cả hai chữ cha phía sau hai cái danh từ đó, cho nên manusa là người số nhiều, pasavo là thú số nhiều, là những người và những thú, nhưng mà mình nói số những như vậy thì nó không ra tiếng Việt, cho nên mình chỉ nói là người và thú ha. Thì nói người và thú cũng biết rằng đó là số nhiều rồi đó. Động từ là jivanti ha, là đi ra từ động từ jivanti là sống, chia số nhiều là jivanti là sống. Và Vasutrayang, Vasutra là mặt đất, thì Vasutrayang là cách số 7, là trên mặt đất. Thì trong câu này chữ cha, hai chữ cha này nó là liên từ và nó bất biến, cho nên Manusa chia số nhiều và Vasavo chia số nhiều, nhưng mà chữ cha này không có cần chia, nó không thay đổi. Và cả cái câu này Manusa cha Vasavo cha Vasutrayang Jivanti, dịch là người và thú sống trên mặt đất. Câu số 4, Na hăng ta ya sát thim gắt cha mi. Na hăng tức là na cộng với a hăng. Chữ na cộng với chữ a hăng, cho nên á, hai chữ a đầu á, bị bỏ đi, nhưng mà chữ a sau á, đổi thành dài ra.
Thành đúng ra là a hằng, bây giờ là thành là a hằng. Na là không, a hằng là tôi, ta gia là anh với anh, sát thiên là cùng với, và gắt cha mi là đi. Thì như vậy cái chữ sát thiên cùng với ở đấy nó là một cái giới từ và nó không có thay đổi, dù đi với danh từ cách mấy thì nó giống từ số nhiều hay số ít thì nó cũng là sát thiên thôi. Cho nên cả cái câu này na hăng ta gia sát thiên gắt cha mi là tôi không đi cùng với anh. Câu thứ năm, a hô su khăng, a hô su khăng. Từ a hô ở đây là một tháng từ thì mình dịch là ôi, su khăng là hạnh phúc. A hô su khăng, a hô su khăng là ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Thì cái từ này á, là nó a hô là một bất biến từ, nó không có chia cách gì cả. Thì trong mấy câu này này, tiếng api là tiếp đầu ngữ, aja là tràng từ, cha là liên từ, sát thiên là giới từ, a hô là tạng từ. Trong các thí dụ trên thì được gọi là những bất biến từ. Bây giờ phân loại thì có hai loại bất biến từ ở trong tiếng Pali. Một là tiếp đầu ngữ upasaka và hai là phân từ nipata. Mình sẽ đi vào từng phần một. Phần thứ nhất là tiếp đầu ngữ upasaka. Tiếp đầu ngữ là tiếng dùng ghép dẫn đầu một danh từ hay là một động từ để tạo thêm cái sự đặc biệt cho từ ngữ ấy. Thì dù gacchati là đi đến, nhưng bây giờ có cái tiếp đầu ngữ ati cộng với gacchati thì nó trở thành là ati gacchati, lại có nghĩa là đạt đến. Vata là gió, bây giờ cộng với tiếp đầu ngữ pati trở thành là pati vata, mà chia thành trạng từ là pati vatang, có nghĩa là ngược gió. Thì những cái tiếng ati và pati ở trên những câu đó đó gọi là những tiếp 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 đầu ngữ. Bây giờ đi vào là các cái dạng tiếp đầu ngữ Pali. Trong Pali có tất cả là 20 tiếp đầu ngữ. Một ati, hai là ati, ba là anu, bốn là appa, năm là api hoặc là pi, sáu là api, bảy là ava hoặc là o, tám là a, chín là u, 10 là upa, 11 là du, 12 là ni, 13 là ni, 14 là pa, 15 là pati hoặc là pati, 16 là para, 17 là pari, 18 là vi, 19 là sang và 20 là su. Chỉ có 20 tiếp đầu ngữ thôi. Thì á, cái phần tiếp theo sẽ là cái nghĩa dùng của tiếp đầu ngữ. Rất khó mà xác định được ý nghĩa của những tiếp đầu ngữ. Chúng mang ý nghĩa tùy theo trường hợp khép với ngữ nguyên. Ví dụ như mình nói ở bây giờ ati thì thường thường cái ati nghĩa là gì thì cũng khó lắm, bởi vì không phải nó chỉ có một nghĩa. Có khi chữ đi ati có nghĩa là nó tăng cấp lên, nó mạnh hơn. Ví dụ như mà nếu mà trong cái có khi thì ati nó là cái nghĩa khác nữa. Một cái từ tiếp đầu ngữ này có khi nó có tới bốn năm nghĩa chứ. Cho nên mình không thể nói cái xác định được một cái từ tiếp đầu ngữ đó nó có nghĩa gì. Tiếp đầu ngữ có thể làm thay đổi ý nghĩa ban đầu của ngữ nguyên, hoặc là cũng có thể làm cho mạnh nghĩa của từ gốc. Nhưng mà có khi thì nó cũng chẳng tạo thêm nghĩa gì cho từ nguyên thủy cả, tức là cộng thêm với tiếp đầu ngữ rồi thì cái ý nghĩa cũng như vậy thôi. Ở đây đó, để có thể đánh giá được ý nghĩa của tiếp đầu ngữ thì ta sử thêm xem một cái bài thí dụ sau đây. Ở đây đó mình sẽ thấy mình đấy có một cái ngữ căn là cam. Ngữ căn cam á có nghĩa là làm ha. Là đi lại. Thì bây giờ đó nếu như chữ ngữ căn cam này mà nó không có cái tiếp đầu ngữ nào cả, nó trở thành động từ kamati thì có nghĩa là đi lại. Bây giờ nó còn tiếp đầu ngữ ati nó trở thành là atik kamati. Mình thấy rằng đó, khi cái ati mà đi trước một cái phụ âm thì cái phụ âm đó gấp đôi lên, nó thành đó là một chữ k trở thành là hai chữ k, và khi hai chữ k mình đọc là atik kamati nó trở thành là vượt khỏi anu. Thường cái anu này hay có nghĩa là theo này, cho nên anu kamati cũng có nghĩa là đi theo. Apa kamati là
rẽ qua hay là chuyển hướng. Api trở thành Apikamati là tiến lên hay là tiếp tục. A cộng với cam trở thành là Akamati là dẫn lên. Upa cộng cam Upakamati là cố gắng hay là đảm đương. Ni cộng với cam trở thành là Nikamati là đi ra hay là xuất ra. Pa cộng với cam Pakamati đi tới, ra đi. Pati cộng với cam là Patikamati là trở lui hay là đi về. Para cộng cam là Parakamati là kiên quyết. Và Sang cộng cam là Sangkamati là di chuyển. Thì ở đây là căng cam là động từ kamati có nghĩa là đi lại thôi, nhưng mà khi có tiếng đồng ngữ ghép hợp á, thì nó đã xảy ra rất là nhiều ý nghĩa. Mình thấy có những cái kiên quyết á, nó không có đi chung hẳn có cái nghĩa gì mà đều giống cái chữ dậm lên cả ha. Thành ra đó là có khi là mình cũng không thể, nhiều khi mà mình nhìn một cái chữ vậy á, mình đoán á, có khi mình đoán đúng nhưng mà có khi mình đoán cũng không đúng á, thì thường là mình cũng phải tra từ điển. Bây giờ sẽ liệt kê một số từ mà có tiếp đầu ngữ và sẽ đi từng cái tiếp đầu ngữ một theo thứ tự ABC. Thì thứ nhất á, là tiếp đầu ngữ Ati. Thì từ mà có cái tiếp đầu ngữ Ati thì trong đó là có chữ Achanta. Achanta là Ati cộng với Anta mà trở thành Achanta là tuyệt đối. Atikamati là vượt qua. Atichata cái chữ chatta một mình thôi á, là cái lòng. Ati chatta là cái lòng đặc biệt. Lòng đặc biệt tức là cái lòng, những cái lòng khác. Pariya là tính từ, là rất nghiêm trọng. Chữ pariya không là nghiêm trọng. Ati pariya là rất nghiêm trọng. Ati mahanta nó là lớn. Bây giờ ati mahanta là quá lớn hay là vĩ đại. Ati rochati là chiếu sáng. Và Ati Vutti là mưa phùn. Thì chữ Vutti một mình nó là mưa. Bây giờ cộng thêm Ati nữa thành trở thành là mưa phùn. Qua cái tiếp đầu ngữ thứ hai đó là Ati Achokasa. Ở đây thì mình thấy cái chữ Ati mà nó đi với nó đi với tới chữ có khi nó là biến đổi âm. Cho nên từ chữ Ati cộng với là Okasa nó trở thành là Achokasa là ngoài trống, ở ngoài trời á. Achoharati là nuốt vào. Athigacchati là đạt đến. Athitthana là sự quyết định. Athipati là vị trưởng, chủ tể. Mình gọi có cái chữ pati không á, cũng là người chủ rồi. Mà bây giờ Athipati là chủ tể, tức là chủ mà tụ tối cao luôn. Và Athivasati là sống trong. Cũng có nghĩa là sống, nhưng mà thêm có nghĩa là sống trong cái gì đó. Bây giờ mình có tiếp đầu ngữ Anu. Anukama là trật tự thứ lớp. Anugacchati là đi theo. Anugaharang là theo từng nhà. Theo từng nhà là ví dụ như là chư Tăng mà đi bác á, là đi theo từng nhà một. Chứ không có phải là mình muốn đi nhà này mà mình không đi nhà kia đó. Phải theo từng nhà. Anuvasang. Chữ Vassa là năm, thì Anuvasang là hàng năm. Anuvata, Vata là gió, Anuvata là thuần gió. Anuvitakketi, chữ Vitakketi là suy nghĩ hoặc là tầm. Thì bây giờ Anuvitakketi là tự thành là sưu tầm. Tiếp đầu ngữ thứ tư là Appa, mình gọi là Appakara. Cái chữ Appa này đó, thường thường mà khi cộng vào đó, nó hay ra cái nghĩa là cái nghĩa ngược lại. Ha, thì nghiệm ngược lại giống như kara, kara là làm, apakara là làm tổn hại, sự tổn hại hay điều quấy. Apagacchati thì gacchati là đi đến, mà bây giờ apagacchati là rời xa. Rồi apachiti là sự cung kính, sự đền tội. Và apachinati là giảm bớt hay là hủy bỏ. Tiếp đầu ngữ thứ năm là api. Thì api đôi lúc nó cũng được thay chỉ là pi thôi. Api thana hoặc là pi thana là cái vùng. Đi ra từ chữ thana một mình thôi á. Một mình cái chữ api thana là cái vùng. Api lapeti. Lapeti là nói. Api lapeti là nói khoa trương.
Apilantha là được trang hoàng và Pidahati là đóng khép hay là đầy lại. Thì những cái từ này á, là nó có cái tiếp đầu ngữ được ghép vào cái động từ phía sau. Thứ sáu là mình có tiếp đầu ngữ Api. Api cộng với Achikati đã thành là Apachikati là xuyên tạc hay vu khống. Api cộng với Ugachati là thành là Apfugachati là truyền loan đồn đại. Api Thamma, chữ Thamma là pháp và Api là ví diệu, cho nên Api Thamma là pháp ví diệu hay là thẳng pháp. Thẳng có nghĩa là tội ưu việt hơn. Api Mukha là đối diện hay là trực tiếp, từ cái chữ Mukha là cái mặt. Api Rati là sự thích thú, sự thỏa mãn. Chữ Rati không có nghĩa là thích thú rồi, Api Rati là càng thích thú hơn. Api Rupa, Rupa là sắc, thì Api Rupa là sắc thù diệu hay là đẹp lộng lẫy. Và Api Vadeti là vãi chào hay đảnh lễ. Một mình chữ Vadeti nó cũng có nghĩa là đảnh lễ rồi, bây giờ cộng thêm với Api Vadeti thì cũng là đảnh lễ thôi. Cho nên mình nói là có những cái trường hợp mà thêm tiếp đầu ngữ vào đó thì cái nghĩa là cũng vẫn vậy, cho nó không thay đổi. Và cái nghĩa rồi mình có Ava, tiếp đầu ngữ thứ bảy là Ava. Ava đôi khi cũng được thay thế là ô. Ava Janati, mình thấy có động từ Janati là biết, mà Ava đó thường thường Ava có nghĩa là thấp, làm cho thấp kém đó. Ava Janati là khinh bỉ. Avasita là còn lại hay là dư sót. Avasita là đã rắc đầy. Avaharati, harati là lấy, mà avaharati là lấy trộm hay là đánh cắp. Okamati là đi vào hay là trở vào. Cái chữ kamati không một mình là đi thôi, bây giờ okamati là đi vào. Otarati là đi xuống. Onamati là cúi mình. Chữ namati cũng có nghĩa là cúi rồi, bây giờ onamati cũng là cúi mình. Và omunchati là cởi ra hay tháo mở. Mình có động từ monchati cũng là tháo ra, giải thoát ha. Thì omunchati cũng là cởi ra, tháo mở. Tiếp đầu ngữ thứ bảy là thứ tám là a. Mình có là a katati. Chữ katati một mình á là kéo, bây giờ là a katati là kéo lại gần. A kirati là rải lên. A gachati là trở về. A papata là tới chỗ núi. Và asana là gần hay là lấn cần. Tiếp đầu ngữ u số 9. Ukkhipati, chữ khipati là ném, thì chữ uk là lên, cho nên là tung lên hay ném lên. Utchindati, chindati là cắt, thì utchindati là cắt lìa hay đoạn tuyệt, là nhấn mạnh nghĩa hơn. Uttama là cao thượng, vượt hơn. Udaya là sự gia tăng. Uppanna là sanh lên hay là phát sinh. Ummagga là đường sai, đường hầm. Chữ magga là con đường, mà tên chữ ung phía trước nó lại tự thành là đường sai, hay mình hay gọi là tà đạo đó ha. Và utsarana, utsarana là chữ có nghĩa là triều vào hay là rút lại, nó đi ra từ sarana. Bây giờ qua tiếp đầu ngữ số 10 là upa. Thường thường cái chữ upa này đó nó hay có cái nghĩa là gần. Upakara, kara là làm, upakara là giúp đỡ, phù vào đó. Upakama, kama là đi, mà upakama là trở thành là hoạch định hay là kế hoạch. Upa nayhati là ôm ấp ủ. Và Upanishidati, Nishidati là ngồi. Upanishidati là ngồi gần, ngồi sát. Tiếp đầu ngữ số 11 là đu. Đu thì có nghĩa là khó, khó chịu. Cho nên là Dukkara, cái chữ kara là làm. Dukkara là khó làm. Dukkha là khổ hay là khó chịu. Dukgantha, chữ gantha là mùi. Thì Dukgantha là mùi hôi thối. Và Dukkha, Dukkha, xin lỗi, Dukkha là nàng đói kém. Số 12 là hi.
Đây là đánh sai, đúng là chữ ni chứ không phải chữ hi nha. Ni ni kujati là hót liễu lo à, cái chữ kujati thì nó cũng là hót, thì ni kujati là hót liễu lo. Nikhata là quá khứ phân từ của cái chữ khata, rồi còn thêm chữ nick nữa có nghĩa là được khai cuộc hay là đào bới. Nikhila là toàn thể. Nigacchati là đến nơi hay là chịu đựng. Và Nichaya là sự chất động, sự tích trữ. Số tiếp đầu ngữ số 13 là Ni. Nikhamati là rời khỏi, ra khỏi. Nimita, Nimita là sáng tạo hay là biến hóa. Niyati hoặc là Niyati là dẫn ra hay là hướng dẫn. Nivarana là sự ngăn che hay là chướng ngại. Và Niharati là đuổi ra hay là trục xuất. Nên thấy cái chữ Harati không thì nó là mang đi, nhưng mà Niharati là đuổi ra. Tiếp đầu ngữ số 14 là Pa. Mình thấy cái chữ Kipati hồi nãy đó là ném, và bây giờ Pak Kipati là ném vào. Hồi nãy là Uk Kipati thì ném lên ha, bây giờ là Pak Kipati thì ném vào. Chữ Pajanati, Janati là biết. Pajanati là biết rõ. Pani Dahati là khát khao. Patana là tiến khởi. Pavati là xuất phát hay là bắt đầu. Và Pasana là sự trong sáng, sự tin tưởng. Mình có tiếp đầu ngữ số 15 là Pati. Pati còn vậy là Achaya trở thành là Pachaya, là nguyên nhân hay duyên cỡ. Cái chữ duyên đó mình hay nói là nhân duyên, thì cái chữ duyên này đây, Pachaya là duyên. Patikhipati là ném trả, từ chối, bác bỏ. Patikganhati là thò nhận. Pati nisajati là dứt bỏ. Pati pati là nảy sinh. Pati rupa là thích đáng. Pati raja, chữ raja là vua. Pati raja là nghịch vương hoặc là vua địch, vua của nước địch đó. Pati vatang là ngược gió hay là gió ngược chiều. Pati vada, vada là nói, mà pati vada là cãi lại. Và pati veta là thấu đạt hay là thông tuệ. Tiếp đầu ngữ số 16 là para. Ở đây mình gọi là parakama, là sự luyện tập, sự cố gắng. Parajeti là cảm thán, chinh phục. Parapava là sự suy đi, sự thất sủng. Và paramasati là rờ mỏ, bám sát đề cập. Tiếp đầu ngữ số 17 pari, như là paricharati, phục vụ, hầu hạ. Cái chữ charati một mình là đi, đi lui, đi tới, đi vào đó. Nhưng mà đi cộng với chữ pari là nó được trở thành là phục vụ. Parichindati, động từ chindati là cắt. Và parichindati là chia cắt, phân ranh. Parijanati, janati là biết. Parijanati là lãng tương đạt tri, tức là biết rõ đó. Parithavati là chạy khắp. Một mình chữ Thavati là chạy, thêm chữ Pari nữa là khắp. Paripurati là Purati là làm cho đầy đủ, thì Paripurati cũng chỉ là làm cho đầy đủ hay là hoàn bị. Paripasati, một mình chữ Pasati là nói, chữ Paripasati lại là nhục mà, của trách. Parivisati là hầu bàn hay là đại ăn. Và Pariharati là mang giữ hay là sử dụng. Số 18, Vi. Vikirati là rải khắp, tung rải. Vigacchati là từ giả ra đi. Gacchati là đi, mà Vigacchati là từ giả. Vigateti là giết hại, phá hủy. Vijanati là thông hiểu, thấu rõ. Vituma, Tuma là khỏi, mà Vi Thuma là không có khói. Ở đây chữ vi này đó, nó lại là tam là tiếp đầu ngữ phủ định. Vi vi tha là khác nhau. Vi tha là loài, và vi vi tha là nhiều loài khác nhau. Và vi si tha là phân biệt. Tiếp đầu ngữ 19 là sang. Mình gọi là sang kirati là lẫn lộn.
Sankhameti là dời đi, Sambodhi là toàn giác, chánh giác. Chữ Bodhi là giác, Sam ở trước á, có nghĩa là thêm vô là hoàn toàn, thành ra giác ngộ hoàn toàn là toàn giác. Sammukha hiện diện hay là đối lập. Sammuti là quy ước, điều giả lập. Mình hay nghe nói là sự thật chế định á, hoặc là tục đế, thì cái chữ đó là Sammuti. Sangvasati có nghĩa là sống chung. Vasati là sống, Sangvasati là sống chung. Sangvarati là chuyển sinh luân hồi. Và cuối cùng á là tiếp đầu ngữ su. Su thì nó trải nghiệm với chữ đu. Đu có nghĩa là khổ hay xấu, thì su có nghĩa là tốt hay là đẹp hay dễ dàng. Thành là sukara. Hồi nãy là dukkara là khó làm, bây giờ sukara là dễ làm, dễ dàng. Sugati hoặc là sukgati. Chữ gati là đi ra từ đường cái gấm gam là đi. Mà đi 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 tới. Hoặc là cái cảnh giới. Sugati là cảnh giới tốt đẹp, gọi là thiền thủ. Trong cái chữ thiền thủ đó thì chị quý vị nhớ cái chữ thủ này nó không có nghĩa là con thú vật đâu. Mà chữ thủ này trong tiếng Hán á nó có nghĩa là hướng đến. Và hướng đến quả thiền gọi là thiền thủ. Và hoặc là có nghĩa là quả vui. Khi cái nghĩa mà đổi ngược cái từ đã trái ngược với từ này là dukkati. Dukkati là cảnh khổ. Cảnh khổ thì tức là gồm có là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula đó, gọi chung là dukkati. Còn mà sukkati mà thiền thủ đó là chỉ cho hai thôi, là cõi người và cõi trời. Rồi mình có từ sugantha. Hồi nãy là chữ dukkantha là mùi hôi, thì bây giờ sugantha là mùi thơm. Suchana, chana là che lợp, suchana là che lợp kỷ. Sudukkara. Ở đây có hai tiếp đầu ngữ. Đầu tiên là tiếp đầu ngữ đu cộng với chữ kara, và sau đó là cộng thêm su nữa. Như vậy dukkara là khó, thì su dukkara lại là rất khó. Rồi mình có su phikha là đầy vật thực, no đủ. Hồi nãy duk phikha thì là đói, bây giờ su phikha là no. Và bây giờ là phần toát yếu về tiếp đầu ngữ. Tiếp đầu ngữ trong tiếng Pali là tiếng để ghép thêm cho một từ, luôn luôn đặt dẫn đầu. Vì đặt dẫn đầu cho nên mình gọi là tiếp đầu ngữ. Tiếp đầu ngữ tạo ra sự đặc biệt cho từ. Nó có thể làm thay đổi ý nghĩa của từ gốc, cũng có thể bổ sung ý nghĩa cho từ gốc. Tuy vậy cũng có khi nó không tạo thêm ý nghĩa gì cho từ gốc. Trong tiếng Pali có 20 tiếp đầu ngữ cả thảy. Đó là Ati, Ati, Anu, Appa, Api, Api, Ava, A, U, Upa, Du, Ni, Ni, Pa, Pati, Para, Pari, Vi, Sang và Su. Tiếp đầu ngữ Api đôi khi được gặp hình thức dạng lược là Pi, và Ava thì có thể thay thế là O, và Pati có khi gặp là Pati, không có chấm chấm dưới. Thì hôm nay đó mình học xong cái phần bất biến từ thứ nhất thôi, đó là tiếp đầu ngữ. Ngày mai mình sẽ học tiếp có phần thứ hai là phân từ. Vì ba phần này nó tương đối dài, thì mình để mình nói nguyên một bài luôn cho nó dễ dàng, cho nó gọn gàng. Thì như vậy là hôm nay mình đã học xong cái chương phần đầu rồi. Thì hy vọng cái phần này tương đối dễ. Hôm trước cái phần động từ thì nó khó. Thì sau này đó, giả sử như khi nào mà mình tra một từ mà mình thấy rằng cái từ này á, là sao mà nó dài như vậy, thì mình còn nó có khi nó không có. Nhưng mà có khi nó không có chứng tỏ là có cái từ tiếp đầu ngữ nó cộng vào, thì mình có thể cắt bớt ra. Thì hôm nay mình nghỉ sớm ha, vì bài nó tới ngang đây là hết rồi. Không biết là trong đây có ai mà muốn có câu hỏi trong mấy hôm nay đó, mình còn được 15 phút. Nếu như ai mà chưa có cái chỗ nào chưa rõ mà hỏi á, thì quý vị có thể nhân cái giờ phút rảnh mình hỏi. Còn nếu như không ai hỏi đó, thì trong vòng vài phút mà không thấy ai đưa tay hỏi đó, thì mình sẽ nghỉ. Có nhiều người đó thì họ nói rằng là lâu nay cũng muốn học Pali nhưng mà không có dịp, cho nên là khi mà Phật tử đó có vì biết là Phật tử Nam Tông á, thì khi mà mình lên chùa là toàn tụng kinh Pali cả, các chùa Nam Tông các nước luôn chứ không phải Việt Nam thôi. Mình có Thái Lan, có Sri Lanka, có Miến Điện cũng vậy, thì đều tụng kinh Pali. Thì nếu như mình tụng kinh Pali mà mình không hiểu gì cả đó thì nó không hay.
làm sao mà mình vừa tụng mà mình vừa hiểu được ý nghĩa thì nó hay hơn. Thì sau này khi quý vị mà học qua cái phần văn học văn phàm này rồi á, thì sẽ cho quý vị một cái cuốn kinh tụng Pali Việt, trong đó có phần luôn cả phần từ vựng, và quý vị có thể tự mình á, đọc cái bài kinh đó. Mà trong cái phần từ vựng này thì không có phân tích cách, chỉ cho mình cái từ trong từ điển thôi, được quý vị tự phân tích cách ra rồi quý vị áp dụng để mình hiểu được. Dương Tiêu có đề nghị á, là vì sao mà phải học tiếng Pali, bởi vì á, quý vị thấy rằng đó mình uống nước á, là mình uống nước đâu có khách bị nó quá nhiều lắc nhiều 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 cái ngã ngắt rồi đó, thì nó sẽ không có còn như là trong sạch như là trong nguồn nữa. Sợ gì mà mình học tiếng Pali đó, bởi vì tiếng Pali là cái ngôn ngữ mà Đức Phật dùng để thuyết pháp, ngôn ngữ gốc Mula Phasa. Tiếng Pali được gọi là Mula Phasa, Mula là gốc và Phasa là ngôn ngữ. Ngôn ngữ gốc là cái tiếng Đức Phật dùng để thuyết pháp, quý vị thấy đó. Mà bây giờ đó, Đức Phật nói như vậy là khi đâu người họ mà dịch ra từ tiếng Pali đó, mà dịch ra tiếng Anh, mà dịch ra tiếng Việt, dịch ra tiếng Hán, dịch ra tiếng Miến, thì khi mà dịch đó, thì cái người dịch họ đã theo cái ý của người dịch rồi. Ví dụ như cái từ Pali đó đó nó có năm nghĩa, nhưng mà không lẽ khi mà đem dịch cho mình đem thì cái năm nghĩa đó hay sao, mình chỉ lấy được một nghĩa thôi, thì cái nghĩa của cái người dịch họ chọn đó thì có khi là chính xác mà có khi nó lại không chính xác thì sao. Còn nếu như từ mình đọc được cái tiếng Pali, mình từ ra được trong nó có năm nghĩa, thì từ mình á, có thể quyết định được là chọn cái từ nào là hay. Và đối với quý vị đó thì mình không phải là cái mình có thể là đọc, mục đích của mình học á, là không phải để là mình đi vô mình đọc lại cái bản nguyên cái bản văn, có thể đọc bản văn thì rất là khó, nhưng mà mục đích của mình á, khi mình đọc một cái bài kinh nào trong tiếng Việt, mình đọc tới cái đoạn đó, mình nói cái đoạn này sao á, hình như là bị nhầm hay sao đó, mình thấy cái đoạn này nó hơi bị khập khiễng, thì á, quý vị đi vào trong Pali, quý vị quay cái câu đó, cứ cái từ đó là từ gì, thì như vậy đó, là ai mà đọc được tiếng Pali ít nhất á, là mình đi vào được từng cái văn bản gốc, và từ đó mình có thể cảm nhận được cái ngôn ngữ của Đức Phật và lời nói của Đức Phật. Đức Phật dùng từ này này chứ không phải từ kia. Vì như vậy trong từ này đó thì mình coi thử bản tiếng Anh người ta dịch ra cái gì, bản tiếng Hán người ta dịch ra là sao, mà bản tiếng Đức hay tiếng Pháp ai mà cũng biết càng nhiều thứ tiếng đó, thì khi mà mình tra cứu thì nó lại càng được rộng đường tra cứu hơn. Ở đây đó thì có người đặt câu hỏi là tại sao có vị giáo sư là Richard Solomon có nói rằng á, người biết Pali mà muốn học Sanskrit thì cần phải học lại từ đầu, còn người biết Sanskrit mà muốn học Pali chỉ mất 3 tháng. Lý do đó là bởi vì cái tiếng Sanskrit á, nó rất là phức tạp, từ cái cách phát âm cho tới văn phạm nó đều phức tạp. Còn cái tiếng Pali nó đơn giản hơn nhiều. Tiếng Pali là ngôn ngữ bình dân và tiếng Sanskrit á, là ngôn ngữ hàn lâm. Và Đức Phật á, khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài quyết định là không dùng tiếng Sanskrit. Bởi vì á, trong xã hội thời Đức Phật cũng như xã hội bây giờ thì cái số người biết Sanskrit rất là ít. Thời Đức Phật á, số người biết Sanskrit là khoảng 5% thôi. Và đó là những người thuộc đẳng cấp Bà La Môn, những người mà thuộc giai cấp cao, những cái vị đặc biệt là những cái vị tế lễ. Họ thì chỉ có họ mới được đọc những cái bộ sách như là Vệ Đà, như là Áo Nghĩa Thư. Thì á, quý vị biết ngày xưa đó, khi mà cái thời mà Ấn Độ mà còn mà phân cấp giai cấp mà bốn đẳng cấp á, thì họ có những cái đặc quyền đặc lợi mà chỉ có Bà La Môn mới có, và trong đó đó là họ là giai cấp tế lễ và họ là đứng ra đọc đọc những cái bài bài văn tế lễ đó để đưa dâng đến cho các vị thần. Và khi mà họ dạy tiếng Sanskrit, gặp dạy những bộ sách này đó, thì chỉ có những cái người nào thuộc sinh ra thuộc Bà La Môn và được được cái dòng dõi cao quý đó mới được vào học. Và khi họ dạy ha, một thầy một trò mà dạy, họ dạy bằng truyền miệng thôi. Thời xưa mà thời Đức Phật là chưa có chữ viết, chưa có cái viết xuống. Thì á, giả sử như có một người đẳng cấp khác, đẳng cấp thấp như là những cái người mà giai cấp mà
trên Đà Lạt đó mà làm hạ tiện mà đi hầu hạ trong nhà đó, giả sử cái người đó mà đi đi nó là giai cấp thấp 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 nè, hạ tiện mà nó tới nó nghe lỏm, cái vị thầy mà dạy cho học trò dạy tiếng Sanskrit đó mà bị bắt được á, là người ta dùng cái hình phạt rất là nặng, đó là cắt lưỡi và đục lỗ tai cho nó biết đi. Dễ sợ chưa, là cắt lưỡi đó để cho nó không có thể lặp lại cái lời đó nữa, và đục lỗ tai để sau đó nó không có nghe lỏm nữa. Thì đó là cái những cái mà, và trong cái cuốn Buddhist India của ông Rich Davis á, thì ông có nêu lên cái hiện tượng này, và ông có một cái nhận xét rằng đó chỉ có giáo lý của Đức Phật á, là không có là chia kỳ thị, không phải là người này mà được học người kia không được học. Cái giáo lý của Đức Phật á, là ngài không có nắm giữ trong lòng bàn tay, mà bất cứ người nào mà muốn nghe thì ngài mà ngài giảng hết tần sức, giảng làm sao để cuối cùng họ cũng thành Phật luôn, họ cũng trở thành A-la-hán luôn. Không phải là để vị trí cao nhất là của ngài, còn những người khác là phải thấp hơn ngài. Cho nên là giáo lý của Đức Phật vì mục đích là muốn cho tất cả mọi người đều hiểu, cho nên ngài dùng tiếng Pali, và tiếng Pali là một cái tiếng đơn giản. Cho nên văn phạm từ cái cấu trúc văn phạm cũng đơn giản hơn, và từ cái phát âm cũng đơn giản hơn. Cho nên là nếu như mà học Sanskrit thì nó đúng là nó phức tạp hơn. Cho nên đã học từ cái phức tạp mà qua cái đơn giản thì nó dễ hơn là từ cái đơn giản có cái phức tạp. Đó là lý do mà vì sao mà cái ông giáo sư đó ông phát biểu như vậy. Dạ bây giờ thì mời xin mời cấu trúc cầm mic đặt câu hỏi. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ sư cô Liễu Pháp. Dạ sư cô hoan hỷ cho con hỏi một câu ở trong cái cuốn Pali Hàm Thụ á, cái có một cái câu như thế này: có những viên ngọc trong nắm tay của người gia chủ, thì con chia cái này, con không biết là cái những hòn ngọc này là chia ở cách thứ nhất hay là cách thứ hai, con xin sư cô giải thích dùm cho con ạ. Riêng với cái động từ có thì á, là có hòn ngọc á, thì cái hòn ngọc động được động từ có thì cái danh từ đó nó chia ở chủ cách chứ nó không phải chia ở đối cách, tức là cách số 1 ha. Có cái gì đó thì cái đó là chủ từ. Rồi để coi thì ở đây có câu hỏi à, như hồi nãy Dương Tiêu hỏi cho biết tiếng Sanskrit và nó khác cái tiếng Pali ở chỗ nào. Tiếng Sanskrit á, thì hồi nãy Lược Pháp cũng có nói trong cái câu trả lời cho Tita tầm tám rồi, tức là tiếng Sanskrit á, thì nó là cái ngôn ngữ của Hàn Lâm, ngôn ngữ của đẳng cấp Bà La Môn và ngôn ngữ của Vệ Đà, của những cái nghề và của giới học thuật ha. Còn tiếng Pali đó là ngôn ngữ của giới bình dân, và Đức Phật á, là người á, là có thể diễn tả những cái điều sâu sắc, những cái điều cao siêu mà bằng cái ngôn ngữ rất là đơn giản, mà chính cái điều đó mới là rất là vô cùng vĩ đại. Quý vị thấy rằng là những cái nhà văn á, như là hồi đó Liệu Pháp đọc ông Jack London á, thì ông nói rằng đó một cái nhà văn mà thật sự giỏi đó là cái nhà văn đó viết ngữ rất là đơn giản, những cái ngôn ngữ hàng ngày thôi ai đọc cũng hiểu, nhưng mà này nói lên được những cái điều rất là quan trọng và rất là sâu sắc. Chứ không phải á, có nhiều người đang muốn viết là viết những cái từ cho kiêu, cho nó sang, cho nó nghe, cho nó những cái từ dài, từ khó, thì nghĩ, nghĩ, nghĩ rằng á, là mình giỏi, là mình biết những cái từ dài thì khó như vậy mà mình vẫn giỏi. Nhưng mà bây giờ quý vị viết một cái câu, mà quý vị viết một câu là hết ba bốn từ khó, có vẻ trong khi cái từ khó đó quý vị thì có thể thay bằng cái từ dễ hơn mà ai đọc cũng hiểu hết, thì đương nhiên là cái giá trị của cái câu văn đó nó sẽ hay hơn là cái câu mà đọc mà người ta không hiểu. À, viết cho hay mà người ta đọc không hiểu thì làm sao? Dạ ở đây là Bạch Trí Mai có hỏi là không cần biết tiếng Sanskrit mới có thể tra cứu tham khảo kinh tạng rồi. Đúng rồi, mình không cần học Sanskrit đâu, bởi vì khi nào ai mà muốn đọc kinh điển bằng tiếng Sanskrit á, thì quý vị mới cần học tiếng Sanskrit.
Còn nếu như mình là chỉ cần muốn học tam tạng Pali đó thì chỉ cần quý vị học văn phạm Pali là đủ rồi. Bởi vì mà thật ra thì nó cũng giống nhau, cũng gần là 50-60% rồi. À, chỉ có 30-40% nó khác thôi. À, quý vị biết cái sự khác biệt giữa tiếng Pali và tiếng Sanskrit ở cái chỗ là giống như là biết liệu pháp đã từng nói quý vị chưa? Tức là tiếng Pali là phát âm làm sao cho nó dễ dàng mà ai đọc cũng được, nó thoải mái. À, ví dụ như là cái giọng của người miền Tây đó, người miền Tây là cái cách đọc của họ mặc dù họ đọc sai nhưng mà phải nói rằng họ đọc rất là thoải mái. Bởi vì giống như chữ R á, mà quý vị đọc là quý vị uống lưỡi rất là mệt, nhưng mà quý vị đọc chữ G nó khỏe lắm. Cho nên mình nói con cà gô thì nó khỏe hơn nói con cà rô, đúng không? Khi quý vị nói con cà rô đó, quý vị phải uống lưỡi, nhưng quý vị nói con cà gô thì nó rất là khỏe. Hoặc á, ngay cả chữ khỏe cũng vậy, chữ khỏe á, mình đọc chữ khỏe thì mình quý vị uống lưỡi, nhưng mà quý vị đọc phẻ, ôi cho nó phè quá thì đúng là rất là phè. À, giống như khoa học thì mình nghe về những người người quê họ nói là khoa học, thì chữ khoa học đọc nó khỏe hơn cái chữ khoa học. Thì á, tức là hoặc là thì cũng tương tự như vậy, tiếng Sanskrit á có những cái phụ âm kép, và khi đọc cái phụ âm kép đó bắt buộc mình phải hai ba cái phụ âm liền nhau thì rất khó phát âm. Thì khi mà chuyển qua Pali đó, thì nó đơn giản, ví dụ như chữ Niết Vana của tiếng Sanskrit, Niết Vana thì chữ R cộng với chữ V, thì quý vị đọc rất là khó. Niết cũng phải uống lưỡi, chữ V là lẫm răng, Niết Vana quý vị đọc rất là khó. Thì chữ chữ Niết Vana đổi qua tiếng Pali Nibbana, hai chữ B. À, ở đây đưa cái ví dụ này cho quý vị thấy. Niết Vana đó là tiếng Sanskrit, và chuyển qua tiếng Pali Nibbana, ở đây liệu pháp không có đánh dấu ha, không có đánh dấu a dài, thì quý vị chỉ cần qua phụ âm thôi, từ r v đọc rất là khó mà chuyển qua Nibbana thì rất là dễ. Hoặc là chữ anicca là vô thường ha, anicca tơ giờ đọc rất là khó, bây giờ qua Pali đổi thành là anicca, quý vị thấy ha, hai chữ tơ giờ đó thành âm chờ anicca thì nó dễ hơn. Thì cái nghĩa không đổi ha, chỉ có cái phát âm đổi thôi, cái âm đổi là dễ đọc. À, dạ, cho nên là Pali phát âm rất là dễ. Pali đó, về cái phần phát âm là dục khỏe hơn tiếng Anh nhiều. Tiếng Anh đó, là từ nào mình cũng phải tra, không tra cách đọc cả, bởi vì á, mình cũng là một chữ, cũng là một cái chữ đó, mà nếu như tính từ thì nó đọc kiểu khác, danh từ nó đọc kiểu khác, à, động từ nó đọc kiểu khác, phải không? Cho nên á, là mình đọc Anh á, là mình dù mình có học giỏi bao nhiêu đi nữa, mà từ đầu tiên, lần đầu tiên mình gặp cái từ đó thì mình cũng phải tra từ điển với từ. Nhưng khi mình hiểu nắm được cái nguyên tắc rồi á, thì đánh vần giống như tiếng Việt á, à, chỉ cần biết là cái luật đọc là dài âm ngắn thôi. Cho nên á, đọc thì dễ rồi đó. Còn văn phạm á, thì văn phạm thì quý vị thấy là mình đã đi qua cái phần động từ đó thì nó tương đối phức tạp hơn là tiếng tiếng Anh, nhưng mà rồi đó lâu dần á, mình đọc mình cũng sẽ quen thôi. À, mình sẽ biết được là phân biệt được là trong tiếng Anh thì mình có cách này, mình có thì này, mình có thể này, có số, có thì những cái hình thức đó đó thì mình đã có cái phương pháp để nhận ra rồi, mình đã học qua cái cuốn này rồi, thì từ từ quý vị đi vào những cái cuốn khác. À, cuốn này đó hằng có một cái ưu điểm á, nó có cái ưu điểm là ngắn gọn súc tích, nhưng mà có một cái á, nhược điểm đó là không có bài tập. Mà học Pali mà quý vị không có bài tập mà để làm lui làm tới á, thì quý vị không có phần từ vựng và không nhớ văn phạm nhiều. Thì á, nếu như quý vị mà muốn tự học, quý vị sẽ kiếm những cái cuốn sách mà có kèm những cái bài tập đi cùng, giống như cuốn là Pali Primer giới thiệu cuốn này. Quý vị ai mà có thì giờ mà muốn học mà có làm bài tập á, thì cái cuốn này á, trên mạng có, chỉ cần tra Pali Primer của Dr. Lily De Silva người Sri Lanka đó, thì cái cuốn này soạn đi từ dễ tới khó. Ví dụ như mình học 8 cách của động từ đi qua rồi ha, thì bây giờ á, bài số 1 là chỉ có chủ cách và động từ thôi, mà làm tới họ cho mình khoảng một loạt danh từ, một loạt động từ, và để cho mình nối lại một câu đơn giản thì có chủ từ và động từ, 20 câu dịch từ Anh qua Việt và 20 câu dịch, xin lỗi, Anh qua Pali và 20 câu dịch từ Pali qua Anh.
Rồi qua bài số 2 đó là cộng thêm cách 2. Như vậy là cách 1 cộng cách 2 cộng động từ. À, cho mình một số danh từ thêm nữa, rồi từ đó mình làm bài tập. Rồi qua bài 3 là cộng thêm một cách 3 nữa, là cách 1 cách 2 cộng cách 3. Và cứ như vậy đó mà mình làm thì là quý vị sẽ nắm được cái văn phạm và từ vựng nó rõ. Thì ở đây đó thì quý vị thấy bác Trí Mai có hỏi là nắm được văn phạm Pali rồi thì có thể tra cứu tính tạng sơ sơ được chưa. Thì ở đây là mình thấy là mình đã có từ điển rồi, cho nên là quan trọng khi mà mình muốn dịch một cái gì là phải có hai thứ: văn phạm và từ vựng. Từ vựng mình càng nhớ nhiều thì càng tốt. À, từ vựng cộng văn phạm hai cái cộng lại. Thì bây giờ đó từ vựng là mình tra được phải không? Nhưng mà văn phạm thì khó tra, cho nên đó, mình cần phải học cái văn phạm. Thì khi mình học văn phạm được rồi đó thì quý vị có thể nhận diện được danh từ này chỉ ở cách số mấy, động từ này chỉ ở thì nào thế nào, thì nắm được văn phạm cộng thêm được cái dĩa CD mà mình có tra từ điển đó đó, quý vị có thể tra cứu sơ sơ được. À, cho nên là cố gắng ha, quý vị cố gắng học đi thì nó sẽ thấy rằng là mình chỉ cần bỏ một chút công sức thôi nhưng mà mình sẽ nắm được một cái ngôn ngữ rất là quý giá, được gọi là Mula Bhasa, ngôn ngữ gốc, ngôn ngữ mà chính Đức Phật đã dùng để thuyết pháp ngày xưa. Mình cảm thấy là mình rất là gần gũi với ngài. Cho bây giờ Đức Phật thì người Ấn Độ mà mình là đọc kinh toàn tiếng Tàu không à, phải không? Thì nó rất là uổng. Mà đặc biệt quý vị biết rằng là khi mà mỗi năm ở Ấn Độ có tổ chức tụng tâm tạng Pali 10 ngày đầu tháng 12 đó, thì Phật tử Việt Nam mình á, khi mà họ biết được á, là họ rất là thích tham gia. À, năm vừa rồi mà được Việt Nam mình là có được 200 người cả tăng cả ni mà học học cùng Pali. Mà phải nói rằng á, chỉ cần học còn một hai ngày thôi là sau đó là Phật tử đọc rất rõ, đọc rất là nhanh. Mà quý vị biết khi mà dẫn kinh liệu pháp dẫn kinh á, mà nhiều khi mình dẫn kinh rất là nhanh mà Phật tử họ nói nhiều khi chứ cô tùng nhanh quá, tụi con nghe theo không kịp, chỉ do thôi nhưng mà nghe không hiểu nhưng mà vẫn rất là thích cái âm điệu, có cái tiếng Pali đang có cái âm điệu, nó có một cái hùng tráng. Mà khi mà gặp cái đó mình lại ngồi dưới gốc cây Bồ Đề nơi Đức Phật thanh đàm mà mình đọc những cái lời của Đức Phật và giọng sống giữa một cái hồi chúng chiếu tăng Phật tử tới 3.000 người mà suốt 10 ngày, ngày nào cũng ngồi tụng kinh từ sáng tới tối. Quý vị rất là hoan hỷ, cho nên là cũng khuyến khích mọi người ha, quý vị cố gắng để dành tiền đi, mỗi năm năm nào cũng có sau thì cố gắng duy trì là mỗi năm từ ngày mùng 2 tháng 12 cho đến ngày 12 tháng 12 Tây ha. Đó. 10 ngày. Và khi mà quý vị mà qua đó mà tụng kinh như vậy đó, bảo đảm khi mà quý vị tụng kinh Pali là đùng ro ro luôn. Bài dài bao nhiêu cũng tụng được hết. Và khi mình tụng á, mình bên tiếng Việt mình á thì mình tụng mình người Việt Nam á thì mình tụng một bài kinh xong bằng tiếng Pali rồi đó thì mình tụng lại bằng tiếng Việt. Tụng lại bằng tiếng Việt để mình hiểu được ý nghĩa của bài đó, chứ không có tụng Pali không. Nhiều khi tụng Pali mà mình không hiểu nghĩa mình cũng thấy cũng uổng ha, cho nên là mình tụng cả hai, vừa tiếng Pali vừa tiếng Việt luôn. Và năm nay thì liệu pháp cũng có đi đó, cũng có đi đi qua tụng tâm tạng ở bên đó. Và đặc biệt á thì ban tổ chức muốn mời là Việt Nam sang năm sẽ đăng cai ha, đăng cai toàn tổ chức cho toàn bộ cái là hồi trung tuyến tâm tạng. Năm nay là năm thứ 10 này, sang năm sẽ là năm thứ 11. Và liệu pháp có thỉnh ý của sư Thiền Minh là nói là Việt Nam mình nên đăng cai thì sư nói được rồi, để sư sẽ bàn với là quý ngài ở trong giáo hội đó. Thì hy vọng rằng là năm nay khi mà tháng 12 mình có dự đó, mình đăng cai đó, thì sang năm Việt Nam mình lên đi cho đông ha, quý vị quá đông để quý vị rất là hoan hỷ. Ban ngày đó mình tụng buổi sáng là từ 7 giờ cho tới 10 rưỡi, buổi chiều mình tụng 1 giờ cho tới 5 giờ. Nghỉ giải lao xong rồi á, là 6 giờ trở lại nghe các vị thánh, các vị mà tam tạng pháp sư và các vị mà giảng sư nổi tiếng của các nước từ Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Ấn Độ. Mỗi vị á, là sẽ giảng một buổi từ 6 giờ cho tới 9 giờ. À, rồi buổi tối á, thì từ 9 giờ mới cho tới 4 giờ sáng hôm sau. Nếu người nào mà muốn vào đó ngồi thiền suốt đêm á, thì mình đăng ký với ban tổ chức, họ sẽ cho mình mượn cái mùng để ngồi thiền. Và đêm hôm đó là mình sẽ được có một vị, có những vị đã hướng dẫn cho mình hành thiền rất là an lạc ở tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ.
mỗi năm đều tháng đầu tháng 12 đều có cái tổ chức này, và cái ngày cũng được quy định luôn là từ ngày mùng 2 tháng 12 tới ngày 12 tháng 12 mỗi năm. Thì quý vị cố gắng để dành tiền ha. Khi mình đi tụng kinh á, mình tụng 10 ngày xong rồi đó, sau đó thì mình đi chiêm bái Phật tích, hoặc là đi chiêm bái Phật tích xong rồi về Bồ Đề Đạo Tràng tụng kinh 10 ngày. À, thì mình cứ đăng ký tour sau đó. Mà nếu như ai mà đã có cái tâm nguyện học Pali đó thì nên cố gắng đi qua một lần để mà tụng Pali ha. Dạ thế thôi thì xin được dừng lại ở đây, và xin chúc quý vị luôn được sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Sa Di Đà.